chào các anh em nhé. Dung Đoàn, em về em có đi Hà Nội không hay là em ở quê trên quê? Bây giờ người ta không uống rượu nhiều. À, chào chị Đỗ Thị Liên. Đây. 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 Đây, hội anh em. Đây. Đấy, anh em tổ chức đi thôi. Nào đi thôi nha. À. Mai anh sang rồi, quê lụa ơi, mai tối mai anh bay. Tối nay là tổ chức anh chị em trong gia đình, mấy đứa em họ. À, chào chị Liên. Tức là đi chơi, chia tay các em rồi lại sang năm lại về. Đấy, thấy chưa? Cuộc sống của người Hà Nội nó thanh bình cuối tuần đó. Mà đau nhất là toàn gái trẻ. Cha nhìn thấy cô nào già thấy mới đau. À Tuấn à, mày cứ lấy cái tên của vợ mày, anh cứ tưởng là vợ mày. Tuấn về Tuấn có đi Hà Nội chơi không hay là mày ở trên Hòa Bình em ơi? Đấy, quay hôm nay anh điện thoại anh đầy. Đấy, quay cho mọi người xem phố đi bộ của Hà Nội, cuộc sống cực kỳ thanh bình nhá. Đây đây, có mấy đứa em đây. Đấy, đấy. Hôm nay là chúng nó quyết định là chúng nó bắt mình là phải để nó mua cho ăn, thế mới đau. Mà mỏ mình thì không nhọn lắm. Ơi giời, Hà Nội mà toàn gái xinh. Này, này, các quán ăn này, đường đi bộ này, ôi giời ơi là đẹp. Này, mà đau thế này, phố đi bộ toàn gái trẻ với trai trẻ này. Nè, sức sống của quê hương thì mạnh mẽ. À, chào anh Thượng Sĩ nhá. À, anh thấy không, sức sống thủ đô, quê em thế đấy anh ơi. Này, Tràng Tiền Plaza, nhìn này. Đấy, ngon không? À, chào đồng chí anh nhá. Đấy, quay để cho anh biết cuối tuần Hà Nội đây là đường đi bộ. Đấy, đẹp không? Rất là đông nhưng mà em đi sớm này. Đây đây, kem ở chỗ kia, góc kia. Đây, kem Tràng Tiền kia, kia đông lắm, đang xếp hàng kìa. Đấy, kia là Hồ Gươm nhá. Hẹ mày lung linh, đất nước quê mình đẹp lắm. Này, chơi này, nhảy nhót này. Này, trượt ba thanh này. Nhìn này, nhìn này. Đây là con chó robot này, robot. Hey đồng chí. Chào. Chó robot. À, chào. Này. Ăn chưa, ăn chưa, ăn chưa? Ăn ăn chưa? Đấy. Nó không bắt tay. Bắt tay để bắt nó đi à? Quên đi. Hiểu thế nhà đang mừng đấy, mừng đấy. Chó robot. Ăn chưa mà nhảy. Đã ăn chưa? Đấy. Sắp sửa có nhạc. Sắp sửa có nhạc. Về Hà Nội đi. Quê mình toàn thế thôi. À, chào Thơ Quang nhá. Hello Thơ Quang. Thơ Quang ơi. Hà Nội quê mình này, đây. Đây là nhạc sống này. Đây nhá, đây nhá. Mấy đứa em đâu rồi? Đây. Đây, đây là tí nữa bắt đầu ban nhạc sống này. Đấy, quê em này toàn nhạc sống này, thế mới đau. Này, ngon không? Hẹ, đường phố thanh bình, làm gì có sợ súng đạn. Mẹ này, mấy thằng tư bản nhiều tiền. Này, tối nay trẻ các bạn ra đây nhảy nhót này, toàn là nhạc sống này. Nhà cuộc sống thanh bình, úi giời quê mình đẹp. Sang năm cậu lại về. Thời Quang ơi, ra Hà Nội đi. Đây, tháp rùa, ok.
Này. Tiền nhiều để làm gì? Thấy không? Chết đi có cầm được đâu. Mẹ, cuộc sống thanh bình là... Thấy không? Tôi đến dân tỉnh đi chơi, dạo mát. À, đây. Đồng chí thượng sĩ nhất đã ăn tối chưa? Đấy, gia đình mình đây này, đấy, gia đình mình đây. Đấy, nó đưa đi ăn tí nữa ra ăn vặt đấy. Này, thấy không? Mà nhắc lại với các vị là, này, nhắc lại với các vị là ở Hà Nội toàn gái xinh thế mới đâu. Ăn xong rồi anh thượng sĩ. Anh thượng sĩ ơi, ra Hà Nội đi, nhìn này, toàn gái xinh. Không hiểu tại sao. Mình cũng không hiểu. Chả thế ai già. Nhìn toàn gái xinh. Này, hồ nước này. Đồng chí thượng sĩ nhất. Ra đây câu cá, đây là những người bảo vệ trật tự này. Tức là để cho phố đi bộ, cho mọi người vui vẻ. Hey, mẹ, Mỹ làm gì có cơ hội mà đi ra đây mà có những cái đường phố đẹp mà đi chơi như thế này, đúng không ạ? Mẹ không cẩn thận lại súng nổ ầm ầm. À, đồng chí cựu chiến binh ở đây làm gì đấy anh ơi? Nhậu à? Chuẩn bị ra Hà Nội à? Bọn anh ra Hà Nội chắc em đi rồi, ngày mai em bay rồi. Cho nên là đồng chí anh cứ ra đi. Hà Nội thì các cái nhà nghỉ ấy, nếu mà nghỉ qua đêm chắc chỉ mấy trăm nghìn thôi. Đẹp lắm. Còn nếu mà hotel thì em nghĩ cũng chỉ 400 nghìn, 500 ngàn một ngày đêm. Em thì về nhà thì anh này em kia. Nói chung là... Này. Mẹ, cuộc sống mà thanh bình như thế này ở đất nước này thì còn gì cảm giác mà hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Đây, các cháu này, bé tí này, đấy, nó ra đây này. Ông đồ già. Vâng, chào ông đồ. Nhưng mà thực ra mình chả hiểu cái đếch gì cả. Đây là chữ Hán Nôm. Đây là chữ Hán Nôm nhá. Mình chỉ biết mỗi chữ quốc ngữ thôi. Ai gọi đây? Bạch Yến à? Ok. Có, đây. Đây. Này, Hà Nội, đây là cái... ngày xưa ấy, cái tháp này cứ đường tàu mà đi đến đây ấy là dừng lại. Đấy, đây là bến tàu điện ngày xưa đấy. Bây giờ bến tàu người ta như vậy là dỡ đi rồi. Đấy. Đây. Giữ được những cái này của thủ đô ấy. Muôn đời đẹp phải không ạ? Đây. Đây là truyền thần đấy. Đây truyền thần. Này. Đấy, Hà Nội. Hà Nội mình đấy. Đây, nhìn thấy đẹp không? Những nghệ sĩ đường phố này. Cái thứ sáu thanh bình thế này, tôi đố các ông ở Mỹ mà các ông kiếm được mẹ một cái khoảng khách như thế này đấy. Này, đẹp không? Mơ, mẹ tiền nhiều các ông làm đéo ấy. Tôi đéo có tiền thì ở đất nước tôi sướng thế này. Mẹ. Này. Thì dân người dân thì thanh bình này, đẹp không? Đấy. Các ông làm các ông ra nhiều tiền, các ông ăn mẹ các ông không cẩn thận nó bắn chết. Này, đẹp không? Người dân thì úi dồi ôi, quá hạnh phúc. À, Phan Tham Mai, chào Bảo Khổ nhá. Bảo Khổ nhìn Hà Nội phố thế nào? Này, các nghệ sĩ đường phố, tí nữa ra kia lại còn gái đẹp nhảy, úi dồi ôi. Này, cho xem cảnh đường phố này. À, châu Âu làm đéo thì có cái đoạn này. Thấy không? Mấy đứa em nó đứng chờ. Ngon. Nói chung là Tây ta là chơi hết. Đấy, các nghệ sĩ đường phố, thấy không? Quân hàm này và cái truyền hình này là ở cấp bậc trung úy. Ngày xưa chắc nhìn như kiểu gọi là chiến sĩ thông tin. Hình như thế. Các vị nhìn sướng không? Cứ về Hà Nội cuối tuần đi chơi sướng. Đẹp không?
chả mất xu nào. Ra đây mà chơi, tí nữa đến phố ra kia ăn, ăn vặt đấy. Hôm nay là Thanh Bình rồi. Hả? À, chưa đi, chưa cho ăn, đã đòi về. Không, em hỏi chị, anh là mấy giờ anh về. Chị gọi là chị tưởng là nhầm, là bà đang chờ cơm. Ở bên này mưa. Đấy. Mưa gì? Hay bên này, bên này mưa nhưng mà hết mưa rồi. Đẹp như tức là chị nói là tưởng là về bà chờ cơm. Chị có giúp anh về đâu. Đấy. Chị bảo anh đi chơi với các em, chia tay ra ngoài phố đi cổ đi bộ mà. Tức là lúc mưa đấy em biết, mưa to thì tưởng là về nhà ăn cơm là bà chờ. Đấy, úi dồi đông, bây giờ càng ngày càng đông. Đấy, này, đây là bưu điện Hà Nội đấy ạ. À. Ngày xưa mà đến đây ấy, mà gọi điện thoại ấy, ngày mình nhớ cách đây được khoảng 30 năm, ôi giời ơi, chờ có mà ốm. Đây. Đây. Đấy, đây là cái đồng hồ kìa. Đấy. Sướng nhỉ. Bây giờ ấy, tôi nói với các ông nhá, các ông Việt Kiều đều, Việt Kiều Mỹ nhá. Các ông về đây, các ông nhìn xem này, đất nước đẹp. Úi dồi ôi, quên đi cần gì tiền. Thế dân đây này, họ sống cuộc sống quá là thanh bình. Này. Thể dục thể thao, đường phố đi bộ đẹp, long lanh. Ha. Đây cả Tây cả ta. Đây, thằng Tây đang ngồi hóng mát và ăn bánh. Đấy. Hoa lá cảnh. Đấy. Này. Có điêu không? Này. Không hề điêu. Nhìn này. Mẹ toàn gái xinh mà mình chả hiểu là ở đâu ra nhiều thế. Nhiều lắm, như bướm bướm thế mới đau. Đấy. Cái gì đó ạ? Này. Đây. Đấy, cuộc sống là thanh bình như thế này cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Sang bên kia nhỉ, sang bên này, sang bên cái gì bên kia là tượng đài Lý Thái Tổ đấy, nhà vua đấy, nhà vua ấy. Đấy, nhà vua mà các vị hay ra biểu tình đấy, nhìn trẻ em nó chơi kìa, thịt thề. Việt Nam là thanh bình nhất, quá là thanh bình. Ôi giời. Lúc nào an toàn nhất. Đấy. Không có hề có cái bạo động, không hề có cái gì. Ơi này, đẹp thế này này. Đây anh ấy đang kia là phun bong bóng này cho trẻ con nó chơi này. Đấy, úi giời đẹp. Phải không ạ? Thế tôi hỏi các ông là các ông còn muốn gì? Anh mở công khai cho ba que nó cay. Ba que thì kệ bố nó nhìn thấy anh thì nó đây. Đây. Đây, phố Lê Thạch. Đây. Phố Đinh Tiên Hoàng, phố Vua nhá. Đây. Có mưa bé bé cũng chả sao. Đúng không? Đây, phố đi bộ, ẩm thực ăn vặt. Đấy. Quá là hạnh phúc. Đợt này về ngắn quá không tụ tập được anh em, thì về thăm mẹ đâm ra là chả đi đâu được, thăm mẹ, thăm mọi người chả có thời gian đi đâu. Đây. À, chào Hạ Huyền nhá. Anh về ít ngày quá không có thời gian rủ Huyền đi uống cà phê nhá. Em thông cảm nhá. Thời gian ngắn có lắm em ạ, về thăm ông thăm mẹ nên này. Kia tượng đài nhà vua kia. Đây. Đấy, trẻ em đây này, nhìn đâu. Như thế này là hạnh phúc, còn thế nào là hạnh phúc nữa. À, cuộc sống này, quá là thanh bình. Chả có nơi nào bằng quê hương. Người dân người ta có thể là không giàu, nhưng mà người ta đủ ăn. Người ta có thể không như các ông đi xe hay chạy cái ô tô này ô tô kia, các ông nợ đầm đìa, mẹ có ông nào mà gọi là có nhiều tiền đâu, toàn nợ giả dần. Cuộc sống là một ngày hai chốt, đúng không ạ? Các ông làm gì được hưởng cái cuộc sống thanh bình như này. Bây giờ ông nhìn đẹp này, quay bên kia lung linh, trẻ em của Việt Nam này nó chơi này, thấy không?
không sống nó được quyền yêu thương và thanh bình. À, đẹp không? Đấy. Quê hương ấy là để yêu thương, không phải là quê hương mà để phản bội. Mình chưa bao giờ là cộng sản và cũng chưa bao giờ được phép là cộng sản, người dân thôi. Nhưng mà những gì mình nói là sự thật, bởi vì mình cũng chẳng được phép nói những gì không đúng sự thật. Đấy, nghe nhạc khoái không? Tí nữa vào cái phố này, đi vào phố ăn vặt chứ. Ăn vặt? Thế còn cái kia? À, bây giờ nó rủ đi ăn vặt. Bây giờ không ăn vặt là không được. Phải đi ăn vặt để nhớ lại tuổi thơ đấy. Đấy, quay đi quay lại đã 60, bầu thật. Bây giờ mà làm thế nào mà thời gian nó quay lại mình bây giờ 20 thì đẹp nhỉ? Bây giờ làm nào mà mình quay lại tuổi 20 nhỉ? Đấy. Thì đang bảo là mong ước được trở lại tuổi 20. Đấy. Sao bên này cho ông ấy quay đẹp quá. Quay rồi. Quay nữa, quay sát vào. Cầu Thế Húc. Cầu Thế Húc kia kìa, đấy, mẹ nhìn cầu Thế Húc kìa. Đẹp không? Đây vẫn có người lao công, tức là quét rác để nó sạch sẽ cho mọi người đi chơi. Đấy, tháp rùa có anh Tây đi đang đây. Đây kia là tháp rùa kìa, các bạn nhìn rõ là đẹp không, lung linh. Kia kìa, nhìn kìa, kia là tháp rùa, xa xa là tháp rùa, bên kia là thủy tạ. Hà Nội cổ kính, có những cái cây này này, tức là cái những cái cây này nó có tuổi đời 700 năm rồi. Đấy, các chị lao công vẫn luôn làm sạch sẽ đường phố cho người dân đi bộ và hưởng thụ cuộc sống là thanh bình nhỉ. Cái cây này nó to thế này, cây cổ thụ mà. Cây cổ thụ đi, nhìn cái hốc của nó kìa. Đấy. À, Hà Nội chúng ta là hơn 1.000 năm nhá, chứ cũng không còn là mới gì nữa. À, Hà Nội 1010, ông vua là Lý Thái Tổ, tức là rời đô về Hà Nội. Thế là đến bây giờ đã là hơn 1.000 năm. Đây. Đấy. Có mưa bé bé lại càng cảm nhận được cái hương vị đẹp của cuối tuần. Đấy, Tây. Đất nước thanh bình, Tây đi chơi đi dạo. Thấy không? Là tôi đố các ông ở Việt Kiều Mỹ này. À, Việt Pride ở hôm nay chưa thấy nhá. Hay là anh Cầm Nguyễn này. Đúng không ạ? Hay là một số các đồng chí Việt Kiều Mỹ này, nhìn này, này, tôi quay cho các ông xem này, Việt Nam này, này, dân nhá, này, Tây kìa, Tây ngồi kìa, Tây ngồi rất thanh bình, họ chơi, không, họ hưởng cái sự thanh bình của đất nước Việt Nam, mình tự hào chứ, mình là con dân Việt Nam, tự hào, đẹp không ạ, quá đẹp. Này. Họ đi chơi và cảm nhận. Đấy. Anh nói cho em biết đấy, thực tình thế giới không có nhiều với cái này đâu. Không, ít thôi mà. Ở bên Mỹ nó cứ bắn nhau ở mầm. Đi chơi thỉnh thoảng nó lại chả có cái tội gì, dân đi chơi nó cũng bắn.
Em đọc báo em thấy. Cháu tội gì cả, tự nhiên cái thằng đi điên nó vác súng ra nó bắn chết vài người. Mà lên liên tục, làm gì có thanh bình như thế này. Em nhìn đó. Em nhìn cuộc sống nó thanh bình không? Dân đi chơi, người ta hưởng thụ cái cuối tuần. Nay thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Được, người ta được hưởng thụ cái thanh bình. Không cần tiền ai chả thích. Nhưng người ta không cần tiền chẳng để làm gì cả em biết. Tiền mà chết thì để làm gì? Sáu thứ bảy chủ nhật là ba ngày đấy, phố Đinh Tiên Hoàng. Phố đi bộ đúng rồi. Hôm nay là mưa cho nên là nó vắng ấy chứ. Thứ bảy này chủ nhật đông lắm. Ngày mai ngày kia thì đông nữa. Đấy. Nhưng mà thực sự ấy là cái ngày hôm nay anh đi thì ngày mai bay rồi, thì hôm nay mình đi phố đi bộ. Đấy, thấy chưa? Đi ăn vặt thì cứ đi đi, bọn em đi thì anh quay. Đi lâu chứ, đi cái đi đi nhanh à? Này, đẹp không? Ăn gì nhỉ? Ăn gì đi, đi ăn lộn nhá. Đi mới thấy không vui. Ăn lộn ở chỗ đầu này ngon lắm. Ăn lộn không ăn chè? Đây. Đẹp không? Vâng, đồng chí anh ạ. Đồng chí anh an tâm về Việt Nam hàng năm về để hưởng thụ cuộc sống thanh bình. Chẳng nhẽ là đồng chí anh cứ nghĩ rằng là không hưởng thụ như thế này thì phí. Đất nước thì đẹp, thanh bình. Người dân thì thân thiện, thấy không? Này. Đồng chí thượng sĩ anh đi ra đây đi. Ra Hà Nội mới biết cái đẹp của Hà Nội. Chứ. Đấy. Quê em đẹp lắm. Đất nước này thì chỗ nào cũng đẹp, mỗi chỗ có một cái vẻ đẹp riêng. Nhưng Hà Nội thì không có thể khác biệt, hơi khác biệt. Cái vẻ đẹp nó mang tính chất là đây. Đây là nước. Anh có thể lấy nước ra anh uống. Đây. Những cái góc công viên đẹp này. Rất là đẹp. Đẹp không ạ? Cầu Thế Húc bên kia nhá. Hứa rằng sẽ về. Mưa gì anh chả thấy mưa gì. Mưa bé bé kệ nó chứ. Gió mưa bé bé thì đúng rồi. À chạy à, trốn à? Trốn à? Em chạy sang đi uống ướt. Kia là phố ẩm thực nhá. Phố để ăn đêm đấy. Lung linh. Hơi mưa tẹo. Đây. Bắt đầu đến phố đến chỗ ăn vặt này. Đây là xe ăn vặt là đầu tiên. Bây giờ mới đến xe ăn vặt. Đây. Ngon nhỉ? Ngon nhỉ? Đây là xe ăn vặt. Đây là vuốt rán. Đây, phố ẩm thực. Vuốt rán. Cà phê đêm. Hơi bị mưa chút. Vâng, cảm ơn anh. Đây, xoài này, úi dồi ôi, ngon không?
mận, xoài, cóc. Cóc, đây là quả cóc. Quả cóc tiếng ngoài Bắc chả biết quả cóc là quả khỉ gì. Đã. Cóc, cóc bao tử, tức là cóc non này. Kia là dâu, dâu, dâu đất, dâu Tây. Dâu Đà Lạt, chắc chắn là dâu Đà Lạt. Nhìn này. Bởi vì nó hơi cứng. Mận. Cà phê. Cuộc sống thanh bình. Thôi mưa rồi, thôi nhá, chúng ta tạm dừng đây nhá, chào mọi người.